câu lạc bộ Võ Bì này họp mặt ngày 1 đấy, như vậy mấy anh vui với mèo đúng thiếu ấy thiếu ai à, câu lạc bộ Võ Bì đây vui khoảng cái bài này xuân khoảng cái bài này. À, anh này lớn nhất ở đây này khoảng 15 nè, Lê Sĩ Thắng khoảng 17 nè, nên chuẩn bị đây là hầu về của Đoàn Dư này Hải khoảng 19 nè, là Quỳ Trang này, hầu về gọi là Phùng Tiến này khoảng 18 nè. Ồ, mấy ông này đàn ca lên lắm ạ. Lái đi đấy. Nó bị bắn. Nó bắn tại cho ông người nó lấy tiền nó đưa đi mấy quán. Trúng đại diện của phòng bên bài này. Mua rừng miêu của 18 nè. Tao cắn thuốc rồi. Nãy tao đeo đổ tay mày quay bây giờ mình quay được không? Nói là bị anh em nói là hụt cục chua quá sáng đấy tao phải phải chạy đi mua cho mừng được một bao. Mà nhớ nghe thấy chưa? Mấy ông cho tôi hụt mấy năm trời ăn thua chứ hết ngày mùng 1 đầu năm tôi mời thấy chưa giá trị ghê đấy. Đi phi thì là đoàn phương hải khoảng 19 này là Quỳ Trang này những kiểu này tôi không biết này. Bung 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 là nhân trường này khóa 15 này để đó nó gặp thằng Hoàng Cửu Phong đó là cướp thì đâu rồi ngày bây giờ ai trong quân đương qua làm việc á giờ phải chỗ dung thân là nó nhiều quá mà sao nói người xuân không quân rồi tại quá mày làm luôn bà bán rồi thì thằng không quân rồi giờ khuya mình cứ nghe cái mấy nhà nó làm ông ấy giảm hơi dài chuyện tranh trị này núi này ông này nhà nhà du này mà ông này là đích thân của nhà du ra nè không thấy cái gì hết là làm tiếp là ý trang cái thứ bài cách đẹp cái là một trong cái đó. Ông này giờ suýt nữa mà làm anh thề của tôi nè. Đấy không, có xoa nè. Hay là quả nó thôi nhỉ? Thôi luôn nè. Có xoa. Chắc nó phải cười ngoại. Cứ nghe người đi trên nóc nhà. Nó quá động gặp tháng nay thì mình thấy. Chọn
Liêu về à? Về vừa kêu. Vừa kêu? Vừa đi chợ. Người ta quay về trừ kêu. Ô, vừa kêu. Ờ, vừa kêu về đi chung không? Về. Về. Quân Trung nè, nói riêng khoa máy bay nè. Chỉ huy hệ cho chủ của câu lạc bộ nói đó. Sông Hồng đó là trồng nhãn hết, cây nhãn của cổ thụ bây giờ là nó trồng nhãn và là bây giờ đó rồi đó, bây giờ là coi như là dân chúng của nó là... tay tôi vẫn từng cái lá một để viêm nó vào à, đây là anh hàng chục quả 15 này ông hiểu chưa đó. Ông quả 15 nhưng trưởng mẫu có trẻ hơn anh em mình nhiều quả xuống chúng ơi đẹp trai quá. Hàng Ngọc Bích và Lê Thị Thắng này. À, 15 và 17 này. À. À. Anh Bích. Dạ. Ông đại diện nói khóa 17 nói tôi về anh là cùng hò đấy này. Nó nó. Để tôi nói anh nghe anh bỏ cái xuống tôi nói cho anh nghe. Hàng năm á ông tổ họ hàng tôi Huế. Đời ông nội tôi đó. Là Tết nào cũng phải đi vào trong trong cái đốm cúng trong cái đó. Huế. Xin phép vào trước khi mua Vinh Quang vừa cho bà xã. Lạc thì trang là về rồi, có linh ba rồi, tất cả đều mua đồ cho bà chưa về. À, có linh ba rồi. Em về nơi. Đấy, ông thầy dạy tụi tôi đấy.
ba ông là ít nhất có mấy chục người ấy mà. Đúng thế. Dạ, quá tôi xin báo cáo với đồng chí là như thế này. Vào trường có 56 thằng, 57 thằng. Mà khi ra trường mà 2 thằng rớt thì lại có 50-55 thằng. Như vậy là quá còn mấy trường. Đó là nó ra chuẩn lý hay ra nhà trang? Ra chuẩn lý nhưng mà 6 tháng sau cho lên thiếu ý. Có năm mấy mấy người không mà khoảng 17 trở giới rồi. Tôi nói ông nghe, thường thường khi mà vào khóa đàn em 8 tuần rời khỏi ấy, thì thường thường là mỗi đại đội chỉ một tuần lễ thôi. Nhưng vì khóa tôi ít người quá thành ra một đại đội mà tôi phải làm hai lần. Tức là cái thời gian đi làm huấn luyện gấp đôi. Quá ông học ra sang trường mới. Thằng này nó giỏi quá mà sao không huyết không có loại. Ta biết tại tôi quen ông Bảy có Sơn mà Sơn à, Sơn làm tỉnh trưởng ngày xưa. Sơn à, tỉnh sau này làm tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng Đà Lạt. Ừ. Ông là một trong những đại tá mà không lên trưởng rất là lâu. Ông bà tao mẹ có phải, lẽ tao có lẽ là vì lý do chính trị, lý đúng do rồi. Là ông thân ông Điền lắm. À, mà anh Bích có biết tôi là cái người mà bị phạt nhiều nhất không? Tại sao? À, tôi vì hai thuốc bắn. Nên sau này khi mà ra trường anh em ra thiệu ủy tôi rồi, tôi phải ra trung ủy mới xứng. Phạt tôi cái gì cũng gấp đôi người ta cả. Anh mày vô đây rồi, mày khoảng 16 có phạt mười sĩ hùng. Anh mày ra vô đây rồi là... Ra về. Về.